Xin chào, đây là The Backroom Việt Nam. Sau video đầu tiên, đã có bạn comment cho mình làm về level 10 của The Backroom. Và hôm nay, chúng ta sẽ làm về level 10 của The Backroom. Level 10, cánh đồng lúa mì, Survival Difficulty, Class 1, Safe, Secure, Minimal Entity Count. Level 10 là level thứ 11 trong The Backroom và được mô tả là một cánh đồng lúa mì có diện tích gần như vô hạn. Theo Survival Difficulty mà mình đã giải thích ở video đầu tiên của channel thì ta có thể thấy level 10 là một level khá an toàn và là nơi dừng chân của những kẻ lưu lạc. Và giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào level 10. Khi bạn đi trên những cánh đồng lúa thì bạn sẽ có khả năng tìm thấy một con đường bằng đất hướng về phía bắc và điều đó cũng tương tự như ở phía nam. Những cây lúa ở level này rất an toàn và có thể được sử dụng để làm thực phẩm tiêu thụ. Mốc thời gian ở level 10 luôn luôn dao động vào giữa trưa và không có sự chuyển biến giữa ngày hoặc đêm. Bầu trời thường rất nhiều mây và hiếm khi mưa. Bạn còn có thể tìm thấy almond water rải rác khắp cánh đồng và chúng có vị ngọt. Khi đi trên những con đường, bạn sẽ có thể tìm thấy không chỉ là những cánh đồng lúa mì mà còn là những vật thể hay các công trình kỳ lạ từ xa. Những công trình đầu tiên mà bạn có thể bắt gặp đó chính là các nhà kho hoặc chuồng ngựa. Bên trong chúng tường trống và không có gì nhưng có thể khám phá được. Dù khác nhau, nhưng những công trình ở đây đều có một điểm chung. Cỏ khô, lông động vật, tiếng động vật hiện diện khắp nơi. Những vật dụng mà bạn có thể tìm thấy đó chính là máy kéo hoặc những nông cụ. Đồng thời, những căn nhà nhỏ cũng có thể được tìm thấy xung quanh level 10 và chúng dường như được thiết kế vào những năm 1980 và khá trống trải. Lời khuyên ở đây là đừng vào những căn nhà đó vì sẽ có nhiều sự kiện xảy ra. Như có thể nghe thì tiếng khóc phát ra từ trong những căn nhà. Và đã có nhiều báo cáo cho thấy việc rất nhiều người đã biến mất sau khi vào căn nhà đấy. Tuy nhiên, vào những căn nhà này sẽ có cơ hội đưa bạn đến level 7 hoặc level 9, dù điều này là chưa được xác nhận. Trong một khu vực khá rộng lớn của level 10, một thị trấn có thể được tìm thấy. Thị trấn này cũng dường như được xây dựng vào những năm 1980. Các tòa nhà có đầy đủ các hạng mục khác nhau, bao gồm như các cửa hàng, căn hộ, nhà ở, vân vân. Thị trấn này là nơi sinh sống của một thuộc địa, một cộng đồng đã quyết định biến nơi này thành nhà của họ và nơi này hoàn toàn an toàn để sinh sống và khám phá. Dù an toàn là thế, thế nhưng level 10 vẫn được xếp ở cấp độ sống sót là 1, tức là khả năng chạm trán với các thực thể là có thể xảy ra, cho dù điều đó là rất hiếm. Các thực thể có khả năng hiếm xuất hiện trong các căn nhà nhỏ. Chúng ta cùng điểm qua các thực thể trong level 10 nào. Level 10 bao gồm các thực thể là thực thể số 3, Smiler, thực thể số 10, Skin Stealer, thực thể số 24, Dead Rat, thực thể số 8, Hound, và thực thể số 9, Faceling. Nhưng đã có báo cáo cho rằng có sự xuất hiện của thực thể số 75, Ranger, ẩn nấp bên dưới mặt đất của level 10, và thực thể số 31, Camel Crawler. Thực chất, đã có hai báo cáo về hai thực thể đặc biệt xuất hiện duy nhất trong level 10. Thực thể đầu tiên là The Archer, xuất hiện trong những tòa tháp xung quanh level 10. Nói qua về những tòa tháp, chúng được làm bằng đá và dường như được xây dựng vào thời Trung Cổ. Những tòa tháp này khá an toàn để đi khám phá khi không có ai đó. Bên trong những tòa tháp được thắp sáng bằng đuốc và một chất giống như than đen được sơn lên mái của các tòa tháp. Bên trong còn chứa một số đồ nội thất ở đầu thế kỷ 17. Một sự kiện nguy hiểm sẽ xảy ra trong các tòa tháp. Đó chính là những tiếng kèn sẽ xuất hiện và vang vọng khắp cả level 10 trong vài phút. Ngay sau đó, The Archer sẽ xuất hiện và đi tuần tra. Chúng tuyên bố rằng những tòa tháp là lãnh thổ của chúng và sẽ bắn tên vào bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của chúng. Nhưng The Archer lại không gây hại đến những người ở các thị trấn và hoàn toàn phớt lờ những người ở ngoài lãnh thổ. Nếu bạn nghe thấy tiếng kèn thứ hai, tức là The Archer đã biến mất. Thực thể thứ hai mang tên Glove. Glove là những sinh vật béo phì lớn di chuyển trên cánh đồng. Glove có thể phát triển những loài cây cối xung quanh khi chúng tiết ra almond water từ cơ thể. Điều này có thể lý giải cho việc bạn có thể tìm thấy almond water trên khắp cánh đồng lúa mà mình đã nói ở trên. Glove là một thực thể rất thân thiện và thích chơi trên cánh đồng. Chúng di chuyển chậm nhưng duyên dáng. Cơ thể chúng như một quả bóng bay, khi rơi sẽ rơi rất chậm. Glove còn có xu hướng ăn lúa do chính mình trồng. Chúng rất có ích trong việc trồng trọt và thu thập cây trồng.
Level 10 có lẽ lần đầu tiên được biết đến là trong một chuyến thám hiểm vào gần cuối năm 2015. Một nhóm ở Level 5 đã phát hiện ra một chiếc máy ảnh bên cạnh một vũng chứa một loại chất khô bí ẩn. Máy ảnh có nhiều bức ảnh ở Level 10, bao gồm cả bức ảnh này. Bên cạnh chiếc máy ảnh là một bộ sưu tập kèm ghi chú nho nhỏ của một người nào đó. Có lẽ người đó là chủ nhân của chiếc máy ảnh. Và giờ chúng ta sẽ nói đến các căn cứ hoặc cộng đồng đang sinh sống tại đây. Vì level 10 là một level khá an toàn nên các cộng đồng hoặc những căn cứ có người sống có thể được tìm thấy ở đây. Nổi bật nhất là BNTG. Họ xây dựng các trạm hoặc cư trú ở những thị trấn để thu thập tài nguyên chuyển từ level 10 sang level 1. Tất nhiên là họ rất thân thiện và sẵn sàng trao đổi hoặc giúp đỡ những người tị nạn. Cuối cùng, chúng ta sẽ nói đến phần cách để vào được level 10 và cách để thoát ra khỏi level 10. Để đến được level 10, chúng ta có rất nhiều cách. Có thể là đi ra khỏi cánh đồng ở level 9 sẽ dẫn đến level 10. Leo lên hàng rào liên kết bằng dây chuyền ở level 205 sẽ dẫn đến level 10. Làm theo quy trình ở level 12 mà vào cửa sẽ có cơ hội đến level 10. Hoặc nhảy ra khỏi tàu ở level 61 khi đang di chuyển bên ngoài và di chuyển sẽ dẫn đến level 10. Mặc dù điều này là rất nguy hiểm và không được khuyến cáo. Bước vào một trong những lỗ trong mê cung của level 51 sẽ dẫn đến level 10. Dù cho việc còn rất nhiều cách khác để đến level 10, nhưng mình sẽ chỉ kể qua một chút vì nó sẽ kéo dài thời lượng video. Và tiếp theo, chúng ta sẽ đến với phần lối thoát. Để thoát ra, các bạn có thể tìm các bông ke hiếm khi xuất hiện trên cánh đồng lúa mì và chúng có thể dẫn đến level 1, level 2, level 3 hoặc level 14. Các báo cáo cho biết rằng một số ngôi nhà có thể dẫn đến level 0, level 5, level 7 hoặc level 9. Nhưng dù điều này chưa được xác thực, lật ngược một con bùng nhìn ở level 10 sẽ dẫn đến level 807. Tìm và đi theo một con mương ở level 10 trong vài giờ sẽ dẫn đến level âm 7. Tìm một khu vực đầm lầy ở level 10 sẽ dẫn đến level 66. Và tất nhiên còn rất nhiều cách khác để thoát ra. Đây là video giải thích hoặc phân tích về level 10. Mong các bạn ủng hộ. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.